ជំរាបសួរអ្នកគ្រូហើយក៏សួស្តីដល់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំចង់មកនិយាយពីរបៀបនៃការធ្វើទីរ៉ាមីស៊ូម៉ូសអញ្ចឹងក្នុងការធ្វើទីរ៉ាមីស៊ូម៉ូសគឺយើងមាន 3 main ingredient ទី 1 គឺ lady finger spoon ទី 2 macaron mousse ទី 3 គឺ coffee syrup សម្រាប់ main ingredient ទាំង 3 គឺសុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់ទាំងអស់នៅក្នុងការធ្វើទីរ៉ាមីស៊ូទាំងគូហ្វីស៊ីរ៉ាប់ទាំងម៉ាកាប៉ុនមូសហើយនិងឡេឌីហ្វីងើស្ប៉ុងគឺសុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្កើតទីរ៉ាមីស៊ូមូសរបស់យើងអញ្ចឹងយើងក្រឡេកមកធ្វើមេនអ៊ីនក្រេឌីអិនដំបូងរបស់យើងគឺការធ្វើឡេឌីហ្វីងើស្ប៉ុងនៅក្នុងការធ្វើឡេឌីហ្វីងើស្ប៉ុងគឺយើងមានអ៊ីនក្រេឌីអិនចំនួន 4 មុខទី 1 គឺអេកវ៉ាចំនួន 4 គ
hay nâng cake flour chùm nôn 120 gram. Chân xâm rạp mê sớt nâng nông cát phơ lady finger spong. Tiếp mùi cứ dân trời to wet all ingredient. Cứ dân trời thân lân xong tàng ọc. Ở bàn trầm trời tí bí cứ to separate egg white and egg yolk. Tí bí cứ dân trời bàn chạy bông buôn cọp nâng tay chia bông có hòm xếng hay nâng bông sọp xếng. Tí bí cứ to make meringue sugar egg white. To make meringue sugar egg white cứ bên này thay dân phơ tạm vật thi bàn meringue. Nông ca phơ tạm vật thi bàn meringue cứ dân trời vì egg white chỉ mùi nâng raw sugar and slowly until snowing. Chân dân trời vay vía là hốt đó khai chi snowing. Hai tí bún cứ to add egg yolk with together in well. Mình này tha bắt tập bây giờ meringue sugar cho mùi nước egg white hai cứ dân add egg yolk bắt thám hai dân vài vía từng ăn nắng bắt chỗ khní rồi hôn đó sắp là vài vía đào dứt dứt. Hai tí pram cứ take it out from machine, combine cake flour, stir with scraper, be careful by hand. Bắt tập bây giờ vài egg yolk hai nâng meringue sugar egg white cho khní ở hai cứ dân vô vía tránh hai dân đã cake flour dân chỗ hay dân cô vía cho mùi nâng scraper đòi prong bạch giáp prong bạch giáp đòi pra đầy rồi bỏ dân bà tùa hai tì bà mối cứ to pay out on the baking tray with baking paper bring to bake. Bà tập mối cứ dân chập đàm bánh lady finger spong bỏ dường nâng chia rút riêng mà riêng đáy tự lơ cà đá đốt nôm nó lơ cà đá đốt nôm bỏ dường hai dân vô viết tự đốt xâm rạp cả đốt cư dân trời back at 190 degrees in 10 minutes cư dân trời đốt viết nè nó sẽ toàn đập hiếp mà rồi cài sập ông xa xế hai rồi dạ bế đọc nè tì xâm rạp cả đốt cư dân trời mơ tự tam ai tham viên lớn đọc nè tì rư có crom đọc nè tì dân mơ tự tam color rồi bỏ lady finger spong bắt tập dân bàn phơ lady finger spong dân rụi hai hai lady finger spong dân cậu bàn chả ăn rụi ở hai chẳng dân trai tốt lady finger spong là bảo dân đòi mùi ẩn lờ sần hai dân cậu lệch mọc phơ mascarpone mùi rồi bảo dân xâm rạp ca phơ mascarpone mùi rồi bảo dân cứ tìm mùi dân trai miên mascarpone cheese chùm luôn bì rồi đập 4 gram egg white chùm nuôn 45 gram, sugar chùm nuôn 85 gram, water chùm nuôn 22 gram, gelatin set chùm nuôn 8 gram, whipping cream 110 gram, hai nâng topping cream 110 gram. Dân đăng ấy thà, hai đáy bạn dân trời pra tàng whipping cream nâng topping cream. Dân pra whipping cream nâng topping cream cứ đảm bấy
rẽ xa khô bỏ dưỡng ở vì nơi đầm lại thu thay pro ấy với pin cream cứ vì miền đầm lại thay trong này ai thọ pin cream cứ vì miền đầm lại thu thay chứ dương pra vì từng bấy đầm bay sao khô dương hai bữa sáng chia dương trong pra với pin cream sốt chứng dương trời cả lệch mưa score dương trời time score tại bữa sáng chia dương pra topping cream sốt cứ dương có trời cả lệch mưa score và dương này cứ dương trời thoi score và dương vinh chứng bữa tối bây giờ bạn khơi nơi ingredient tặng ở rồi bao dương ấy cứ dương nâng ách đăng ấy thả tao viết trời tam vị thị nà cái nam mình ít vái cứ dương ách phơ bàn tay tam cam tại tam vị thi mùi cốt cứ cà phê tam Italian meringue bớt sân chia vitamin A yolk cứ dùng ăn phở ban tam pi vị thi cứ sao bây giờ hay đang custard method chẳng loại xa tại dùng miên tại ăn vái chẳng dùng phở vía tam Italian meringue chẳng dùng cái loại mà method bảo vía vĩnh thì mỗi cứ to vet all ingredient chúng cứ dùng từ thằng cầm xong tặng ở ở bàn trầm trầm ở phủ dùng ở chết ăn ăn chết tặng đặt đặt ba này hai tí pí cứ to keep mascarpone cheese in sauce chúng cứ dùng từ vô mascarpone cheese bỏ dùng đang chén pí chén lá hai vô vía mà tốt là non room temperature bỏ dùng đảm bảo ở vía tốn hai vía sauce là the baker to spread egg white put in mixing bowl គឺ យើង ត្រូវ យក ពង ទាំង មូល ហ្នឹង មក បែង ចែក យក តា ពង ស ហើយ ទុក វា នៅ ក្នុង mixing bowl ទី 4 គឺ to boil sugar water until 125 degrees pour into egg white whisk until warm at gelatin set អញ្ចឹង គឺ យើង ត្រូវ ដាំ ទឹក ស្ករ រហូត ទៅ ដល់ សីតុណ្ហភាព 125 អង្សា សេ ហើយ យើង ចាក់ វា ចូល ទៅ ក្នុង egg white របស់ យើង យឺត យឺត ហើយ កូរ វា រហូត ដល់ ចុះ ត្រជាក់ អ៊ុន អ៊ុន យើង ដាក់ gelatin set របស់ យើង ចូល ដើម្បី ឲ្យ gelatin set របស់ យើង នឹង វា បាន វាយ ទៅ សព ល្អ ហើយ ទី 5 គឺ add bowl of cream mix well នៅ ចុង បញ្ចប់ គឺ យើង ត្រូវ add cream ទាំង 2 ហើយ យើង វាយ វា ឲ្យ សព ល្អ ហើយ ទី 6 គឺ to pour into glass keep in freezer អញ្ចឹង យើង បន្ទាប់ ពី យើង បាន ធ្វើ វា ហើយ ឲ្យ គឺ យើង ចាក់ វា ចូល ទៅ ក្នុង កែវ ហើយ ទុក វា នៅ អញ្ចឹង បន្ទាប់ ពី យើង ធ្វើ mascarpone mousse របស់ យើង ហើយ គឺ យើង កន្លែង មក ធ្វើ coffee syrup របស់ យើង វិញ សម្រាប់ coffee syrup របស់ យើង គឺ យើង មាន ingredient តែ 3 មុខ ទេ ទី 1 គឺ espresso coffee ចំនួន 50 g syrup ចំនួន 88.5 gram ហើយ RAM ចំនួន 20 gram អញ្ចឹង ក្នុង ការ ធ្វើ coffee syrup គឺ វា ងាយ ស្រួល ដូច្នេះ ហើយ គឺ យើង អត់ មាន method ទេ គឺ យើង គ្រាន់ តា យក ingredient ទាំង 3 ហាក់ លាយ វា ចូល គ្នា ជា ការ ស្រេច គឺ យើង បាន ចាញ់ ជា coffee syrup របស់ យើង ហើយ អញ្ចឹង បន្ទាប់ ពី យើង បាន ធ្វើ main ingredient ទាំង 3 របស់ យើង រួច ហើយ គឺ យើង យក finger spoon របស់ យើង មក ជ្រលក់ នៅ ក្នុង coffee syrup ដើម្បី តម្រៀប ចូល ពុម្ព ហើយ សម្រាប់ ពុម្ព របស់ យើង គឺ យើង ត្រូវ យក វា ទៅ រុំ plastic ពី ក្រោម ហើយ យើង អាច យក វា ជា ពុម្ព រាង មូល ឬ ក៏ រាង ជ្រុង ឬ ក៏ រាង បេះដូង អ្វី ក៏ បាន ស្រេច តាម ចិត្ត របស់ យើង ហើយ សម្រាប់ finger spoon របស់ យើង គឺ យើង អាច កាត់ វា ចេញ ជា រូប រាង ផ្សេង ផ្សេង បាន តាម ដែល យើង ចង់ បាន អញ្ចឹង យើង ត្រូវ យក spoon របស់ យើង ជ្រលក់ នៅ ក្នុង coffee syrup ហើយ តម្រៀប វា ឲ្យ ពេញ នៅ ក្នុង ពុម្ព បន្ទាប់ ពី ត្រៀម ពេញ ហើយ គឺ យើង ត្រូវ យក mascarpone mousse របស់ យើង នឹង យក មក លាប វា ពី លើ spoon របស់ យើង ហើយ បន្ទាប់ ពី យើង លាប វា បាន
pin ở hay chẳng dương trâu đạ spong bỏ dương một chút. Chuan tiết. Bắt đầu bây giờ đã spong bỏ dương một chuan tiết. Cứ dương trai dương mù bỏ dương và đã bị lớn một chuan tiết đổi kinh nìa. Bắt đầu bây giờ bạn đã mắc khắp phân chí đồ bỏ dương bị lớn spong bỏ dương một chuan tiết. Bình màu dương hai hình chẳng. Cứ dương trai gió viết thật tục đặc nông tu bì giờ đảm bây ở việc có. Bắt đầu bây giờ bạn dô viết tự tạm bỏ có hai. Về đại việc có dương dô viết trên một vấn hai dương. Rui cả cái lơ mũ rồi bỏ dưỡng chỉ cả sạch. Chân bắt đầu bị dưỡng bàn rui cả cái từ lơ mũ rồi bỏ dưỡng rui cho hai. Mũ rồi bỏ dưỡng cứ ai xeo xâm rạp tục lụa. Nơi bây đại dưỡng tục lụa cứ dưỡng trai dô mũ bỏ dưỡng từ tục nông tú tạch chết thô mặt đà. Hai... Nhi kỳ hạ thá Tiramisu rưu có Frozen Cake.